Đó, chuẩn bị xong ha. Xong. Hello, chào các bạn, một buổi sáng thứ ba. Hiệp mới đi trở lại từ San Jose được 2 ngày. Hôm nay mới được ở nhà off 1 ngày. Mới đi siêu thị về mua đồ ăn sáng về. Trong hai tuần đón Tết ở Cali thì để lại những cái kỷ niệm vui buồn rất là thú vị. Okay, bây giờ miếng bánh mì ha, miếng bánh mì lót một loại giấy giấy này, cái giấy bánh mì này. Giấy này nó có cháy, nó có cháy. Rồi mình bật lên cho nó nóng trước cái đã. Rồi trong lúc chờ đợi khoảng 5 phút cho lò nó nóng đã thì mình chọn bánh mì đi ha. Thì trước nhất Hiệp chọn bánh mì này đi. Đây, Hiệp chọn cái bánh mì baguette này đi. Rồi bánh mì baguette nó như vậy nè, nó làm cái kiểu như baguette của Pháp á. Rồi quý chị đó. Thường thường cộng đồng người Việt mình ở tại Na Uy á, thì thường thường các đoàn thể, các hội đoàn mà trong những dịp mà tổ chức những cái lễ lễ hội hè gì á thì thường thường mua những loại bánh mì như thế này nè, xong rồi bắt đầu về nướng nướng xong rồi bắt đầu mình kẹp chả này, hay là kẹp thêm thịt xá xíu, thịt nguội hay là thịt dăm bông hay gì đó. Nó thì bắt đầu mình bán hoặc là mình ăn ở nhà cái gì nó như vậy nè. Bây giờ hôm nay Hiệp Hiệp maximum là Hiệp ăn được con ổ là 1 ổ thôi, chứ ăn không hết 2 ổ đâu. Hiệp ăn hết ổ thôi, không hết 2 ổ đâu. Buổi sáng này ngày mai đi làm chắc đối thêm bổ. Bánh mì này á, có cái là họ đã bọc trong, họ đã bơm một cái loại khí chân không vào trong đó rồi, thành ra nó giữ được, nó có cái thời hạn của nó có thời hạn, chẳng hạn như là đây này, cái này là dùng trước ngày 23 tháng 3 nè, khoảng gần dừng tháng trời. Mà khi mà mình cắt ra rồi á thì mình phải bỏ bao ni lông mình ăn trong nồi trong vòng 1-2 ngày thôi, chứ để lâu thì nó mốc không. Thành ra mình phải khi mà mình đã cắt ra rồi là mình phải ăn hoàn toàn nướng được rồi. Rồi chắc nướng nướng đã sắc ra rỡ rồi, nướng 2 ổ luôn đi, nướng 2 ổ để cho nướng 2 ổ luôn đi, chứ mỗi lần nướng ổ này thức bất công bật lò đã có ai trong nhà, có ai ăn không. Hôm nay thì cả nhà một mình. Hôm nay đi chơi xa về được nghỉ nhà 1 ngày nó thoải mái. Tại vì giữa Na Uy với Mỹ thì nó cách nhau đến 9 tiếng. Na Uy đi trước Mỹ 9 tiếng, thành ra về lại Na Uy thì phải nói rằng là trong hai ngày đầu có khó ngủ. Cái ngày đầu tiên á, nằm nửa đêm tới 3 giờ sáng là phải thức dậy rồi, trong khi 3 giờ sáng ở Na Uy thì bên Mỹ lại sáng. Mà bên Mỹ tối thì bên này sáng, thành ra nó vậy, thành ra khó ngủ dễ sợ. Bắt đầu từ ngày thứ ba trở đi bắt đầu mới ổn định lại. Ok, thì mình bật khoảng cách trên rồi, bật 200 độ đi, 200 độ trong vòng khoảng cách 5 đến 7 phút được. Nếu muốn một cho ngon thì khoảng 10 phút. Thì trong lúc đợi bánh mì nó chín, nó nướng nó giòn thì sắc chả ra cái đã, cái thùng chả này mới đi có 2 ngày ăn hết nửa đồ rồi. Còn chả là nó chả ngon chưa. Nó chả để sắc lát đầu sắc hơi dày quá, hơi ăn dày nữa. Chả
sắc này lại sắc hơi dày quá. Ok, xong bỏ lại. Rồi, bánh mì gần chín rồi. Thôi, bây giờ sắc sắc dưa leo ra. Ăn bánh mì mà không có dưa leo thì nó mất ngon. Sao lạ ha, các bạn? Dưa leo. Rồi, nếu có dưa leo nữa mà thiếu vị bánh mì Việt Nam mình mà thiếu thiếu cái nước sốt, đặc biệt là không có cần gì nước sốt đặc biệt lắm mà chỉ cần là xì dầu thôi. Mà xì dầu phải xì dầu Đức mới chịu. Xì dầu của Đức mới là ngon. Chứ xì dầu cũng ở Na Uy cũng có một số loại xì dầu nhái theo của Đức là của xì dầu của Ba Lan nó lạc lắm, lạc cái nhất lạ nữa. Ba Lan cũng cũng có làm xì dầu luôn các bạn. Này. Rồi xong rồi. Đó, như vậy là đủ đủ cái món điểm tâm sáng được rồi. Đó, bơ. Rồi lấy xì dầu nữa thôi. Thường thường người Việt mình ở tại Na Uy khi mà một số các bạn mà dẫn đi đi trên tàu mà gọi là tàu mình đi du ngoạn trên tàu từ từ Na Uy mà đi qua Kiên đi qua Đức thì thường thường đi qua đó mấy cái siêu thị đó họ mua mấy loại chai xì dầu này về nè, cứ một chai ở bên đó nó bán khoảng 2 đô thì mua về, thường thường đi đi tàu chơi xong mang về. Mà nếu mà ăn hết rồi thì mình mua một chai lớn, nếu mà ăn chai lớn xong mình chắc nó qua cái tay chai nhỏ mình ăn cho nó tiện. Đây là xì dầu của Đức nè, phải Germany mới chịu nha. Xì dầu của Đức đó. Thường thường nhà Hiệp thì mua chai lớn, nhưng mà hết chai lớn rồi thì bắt đầu lấy cái chai nhỏ này mình dùng cái chai nhỏ cho mấy nhỏ rắc cho nó tiện đó. Rồi chưa hết là phải có thêm cái ớt nữa, ớt tương nữa, phải có thêm ớt tương này nó mới ngon nè. Đây phải ớt tương này mới chịu, ớt tương hiệu Sriracha ở bên Mỹ mới chịu. Cũng có những loại ớt tương này nhập từ các nước khác thì nha, nhưng mà chỉ có made in USA thì mới ăn nha quý anh chị, nó bảo đảm chất lượng và bảo đảm vệ sinh hơn ha. Đó, xong rồi thì chỉ là bánh mì chín thôi. Rồi xong rồi đó các bạn, tắt được rồi, mì chín rồi, ui giòn rồi. Đây các bạn đó, bánh mì baguette Na Uy đó. Rồi bắt đầu bây giờ mình thấy không, này ăn với chả là coi như là quá tuyệt vời rồi. Chả từ Mỹ mới mang về, chả mới nữa. Đó. Hai ổ như vậy á là $1 á, 11 đồng tiền Na Uy là $1 á quý chị. Không. Ok, bây giờ mình quẹt bơ với lại bỏ chả thôi các bạn. Ok, bây giờ mình bắt đầu. Ok, bây giờ mình quẹt bơ với lại bỏ chả vào bánh mì ha. Giòn dễ sợ. Nướng khoảng cái chừng 10 phút á, 10 phút nữa. 10 phút. Chịu khó làm thôi chứ đâu thua gì ngoài tiệm đâu. Cái quan trọng là mình có chả thôi. Không có chả là mất ngon. Nó giòn. Giòn. Ok, bây giờ mà lạ lắm. Ăn bánh mì mà không có bơ là không ngon. Lạ vậy á. Phải có bơ. Không có bơ là nó mất ngon à. Kỳ lắm. Làm như là không có bơ là nó mất đi cái vị béo á. Phải có bơ. Bơ với xì dầu hai cái đó không thể thiếu được.
Ở nơi thì cũng như các nước khác nó có nhiều loại bơ với cái nồng độ béo khác nhau. Có loại bơ thực vật. Bơ thực vật là cái loại bơ mà nó chiết từ những cái loại và cây thảo mộc á, những cái thảo mộc mà chẳng hạn cái bông ráp á, cái loại bông ráp là cái bông bông nó ta cũng chiết ra người ta làm bơ được. Bông bằng vàng á, ăn bơ cho nhiều sao? Đi khám bệnh một năm một lần, chưa có cao máu, tuổi trên 50 mà chưa cao máu là mừng lắm rồi. Nhưng mà đừng có mừng vội, trước sau gì cũng cao à. Bệnh cao máu là cái bệnh không dễ, cái bệnh của người già. Hầu như 10 người là hết 8 người bị. 10 người hết 5-6 người bị rồi, chứ phải 8 người. Tỷ lệ cao máu rất là cao. Bơ. Bới sẵn luôn, tiện làm một ổ, mai bới đi làm luôn. Còn hôm nay ăn buổi sáng ăn ổ thôi. Phải có ngò lạ vậy, rồi dưa leo. Chắc sau này về hưu mở tiệm bánh mì quá, chắc qua bên Mỹ học đi làm công cho bánh mì Đức Hương ở bên Nam Cali, ở tại San Jose. Hiệp tưởng là chỉ có San Jose có bánh mì Đức Hương, chứ ở game cầu nó ở Sacramento cũng có, một số các tiểu bang cũng có, nhìn như vậy. Bánh mì Đức Hương quá ngon, bánh mì Đức Hương quá là ngon luôn. Bánh mì mỗi lần mà vừa tới, vừa đặt chân xuống San Jose là kêu người nhà chở đi mua bánh mì Đức Hương rồi. Mê bánh mì Đức Hương, mấy đứa nhỏ không vậy. Các anh chị nào qua Cali, qua bên San Jose hoặc Sacramento cũng đừng có quên bánh mì Đức Hương nha. Rất là ngon luôn. Rồi. Đúng không? Rồi đây này. Làm theo đúng kiểu luôn. Đó, ớt. À, rồi xong xôi. Xì dầu của Đức nữa. Xịt vô. Rồi xong rồi. Đè xuống. Đó, xong gỗ. Xong gỗ. Còn cái bộ này ha. Đây. Sorry các anh chị có người gọi, nhưng mà lát này gọi lại. Ai gọi ta? Ổ mì mà bếp này mới đi làm ăn trưa là quá tuyệt rồi. Ăn trưa trong hãng cổ này là coi như là thuần túy Việt Nam luôn. Cái này là thật ra cái này phải Việt Nam, cái này là chỉ có chả Việt Nam thôi, chứ thật ra thì cái người Tây người ta ăn bánh mì, người ta ngoài quẹt bơ, có cái người ta ăn pate gan, ăn những cái loại ấy thôi, chứ còn mình thì ăn theo thuần túy của Việt Nam mình. Có ớt tương, tương ớt rồi xì dầu. Thiếu xì dầu là mất ngon sao lạ ha. Đó. Rồi bánh mì xong ha. Xong. Rồi xong rồi. Chịu khó vậy mà có được hai bánh mì Đức Hiệp rồi.
Thật ra trong hơn 2 tuần đi qua bên Cali đón Tết ấy, thì một tuần ở tại thành phố San Jose, còn mấy ngày chỉ đi lên trên Los được 3 ngày, ngắn ngủi quá, chưa có cơ hội để đi đi tham quan một số các cái nơi cơ sở kinh doanh của người Việt mình, rồi các cái mall, các center, cũng tiếc quá. Chứ mới đi khu chung quanh khu Phước Lộc Thọ nhỏ xí à, chứ chưa có được đi nhiều, tiếc quá, lần sau chắc phải đi nhiều hơn. Thì về lại nơi vẫn nhớ bánh mì Đức Hương. Thì bây giờ coi như là buổi sáng thức dậy chịu khó đi ra ngoài siêu thị đi mua ba bánh mì về nướng, rồi chả bên Mỹ mang về. Bây giờ Hiệp đã có hai bánh ổ bánh mì ở Đức Hiệp rồi nè, thay vì không phải Đức Hương mà Đức Hiệp rồi nè. Nè, cái gì xem là cũng cũng đầy đủ lắm chứ bộ, đúng không? Nè. Chả nè, rồi ngò nè, ngò gai nè, rồi ớt tương nè, rồi xì dầu nè, hai ổ nè. Rồi bây giờ bây giờ thì coi để gói một ổ mai mang đi làm. Mai mang đi làm. Còn một ổ bây giờ ăn bây giờ. Chắc phải đi làm xong cho cái mì Đức Hương để mà học hỏi tay nghề quá. Chắc không có đi đâu, không mang đi làm đâu, lắc chồng boy, thằng boy rồi nó ăn, thằng boy con thì thích ăn cái mì lắm. Thằng boy là cái gái mình thích. Cũng ra cũng cột cây thun đi trang cũng tiện, cứ phải bánh mì Đức Hiệp mà. Xong lát để trong bôi bôi ăn, còn mình ăn ổ này. Hiệp ăn thử nhá, Hiệp ăn thử rồi nó giòn nhá, giòn. Không quá giòn luôn, rất là ngon, đúng là chả ăn chả ăn mà ngày ăn ngon quá. Ok, một vài chia sẻ có tính cách văn nghệ một buổi sáng của ngày thứ hai sau khi hôm nay buổi sáng thứ ba rồi, ngày thứ hai sau khi trở lại từ từ Mỹ. Cảm ơn các bạn theo dõi nha, hẹn gặp các bạn lại trong những cái clip lần tới. Bye.